Thưa quý vị, ngày hôm nay Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với Bộ Trang thiết bị Y tế chẩn đoán phát hiện SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Bộ Y tế quyết định thu hồi số lưu hành trang thiết bị y tế 200-0001-DKLH đã được Bộ Y tế cấp theo quyết định số 5071 ngày 4 tháng 12 năm 2020 với cơ sở đăng ký Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại địa chỉ 372A-8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tên trang thiết bị: Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus corona SARS-CoV-2, chủng loại Lipower IVA-SARS-CoV-2 First RT-PCR Kit. Bộ Y tế nêu rõ quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này bãi bỏ các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại quyết định số 5071 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế được cấp số lưu hành tại Việt Nam. Thưa quý vị, hàng chục hộ dân đang sinh sống tại chung cư cũ ở địa chỉ 440 Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh sắp được di rời đi nơi khác để bảo đảm an toàn khi hiện trạng chung cư đang bị xuống cấp nhanh chóng, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có 14 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 đang ở cấp độ D, tức cấp nguy hiểm. Đến nay, thành phố đã và đang tổ chức di dời toàn bộ dân cư ở 11 chung cư, tổ chức tháo dỡ được 4 chung cư, còn lại 3 chung cư chưa triển khai công tác di dời. Trước thực tế, hiện trạng chất lượng công trình đang xuống cấp nhanh chóng, có nguy cơ cao đổ sập bất kỳ lúc nào. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao quận 5 phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương di dời 23 hộ dân ở chung cư cũ 440 Trần Hưng Đạo đến nơi lưu trú an toàn. Quận rà soát, đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư đối với các hộ dân và đôn đốc giám sát việc tổ chức thực hiện theo quy định. Được biết, các hộ dân tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo sẽ được bố trí tạm cư tại quận 6. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định là một trong những nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông. Những vụ tai nạn giao thông do chạy quá tốc độ thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông này, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ tập trung vào xử lý nghiêm lỗi vi phạm vượt quá tốc độ cho phép. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại đường Senco 5, khu đô thị Thanh Hà. Đoạn đường này thì thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và lỗi vi phạm được đội cảnh sát giao thông số 10 xử lý nhiều nhất trong thời gian qua, đó là điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Đây là phương tiện của anh Nguyễn Quang Vinh khi lưu thông trên đoạn đường tránh Senco 5. Anh mắc phải lỗi vi phạm điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km. Kết quả đo được là 73 trên 60 km. Theo quy định thì anh sẽ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng và bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Tuyến đường tránh Senco 5, đường trục phía Nam là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông đi lại lớn. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, đội cảnh sát giao thông số 10 đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm về điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng cũng như của Ban Chỉ huy đội, các tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông số 10 dựa theo kế hoạch tập trung xử lý các lỗi chạy quá tốc độ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như làm giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Trong quá trình xử lý vi phạm thì đôi lúc cũng gặp các trường hợp lái xe là người ta nói là không nhìn rõ biển báo hoặc là biển báo bị che khuất, nhưng mà qua quá trình giải thích thì chúng tôi cũng giải thích để người vi phạm người ta hiểu và biết là biển báo thì cắm rất là rõ ràng, công khai, minh bạch và rất to để người điều khiển phương tiện có thể nhìn thấy. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ tăng cường các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm, sử dụng tối đa các trang thiết bị, máy đo tốc độ, camera, máy ghi hình để xử lý. Ngoài ra, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hình thức lưu động trên tuyến giao thông, cụm loa phát thanh ở một số nút giao, lắp đặt biển báo ghi tốc độ quy định, biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.